Chào mừng các bạn đã trở lại với một video mới trên XT Mobile. Và các bạn biết mình đang có chiếc điện thoại nào hay không? Đây chính là chiếc Samsung Galaxy S22+. Nhưng nó sẽ có một điểm đặc biệt, đây là phiên bản nhà mạng đến từ Hàn Quốc. Và đây sẽ là hàng Lightning 99% với một cái mức giá rất ổn mà các bạn có thể sở hữu trong thời điểm hiện tại ở XT Mobile. Và nếu các bạn muốn mua chiếc Samsung Galaxy S22+ này thì mình sẽ để đường link mua hàng ở XT Mobile nằm ở phần mô tả của video ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau nói về chiếc Samsung Galaxy S22+ này một tí nhé. Rồi, điểm đầu tiên, một trong những cái thứ mà có thể nói là một điểm rất giống với lại S21 series, đó chính là cái phần thiết kế ở trên chiếc S22 cũng như là S22+ này. Bởi vì chúng ta sẽ có một cái mặt lưng được làm bằng kính Gorilla Glass Victus cộng, và mặt lưng này cũng sẽ được làm theo là dạng nhám, giúp cho các bạn có thể là cầm nắm tốt hơn, ít bị dính dấu vân tay hơn và nhìn nó cũng đẹp hơn. Phải nói là với cái kiểu thiết kế như thế này và với cụm camera đặt ở đây như thế này thì chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại có một kiểu thiết kế khá là minimal, khá là tinh tế, khá là sang trọng để mà các bạn có thể sử dụng. Và với những gì mà mình có cảm nhận thì trên chiếc Samsung Galaxy S22+ này, cái khả năng cầm nắm của nó đã được tăng lên một cách khá đáng kể, bởi vì chúng ta đã có một chiếc điện thoại có thể nói là được thiết kế gọn lại hơn một tí so với lại S21 của năm ngoái. Và rồi, đó là về phần thiết kế. Còn về phần màn hình trước thì sao? Đây chính là cái màn hình của sản phẩm này. Các bạn sẽ có một cái màn hình như thế nào? Chúng ta sẽ có một màn hình với kích thước là 6.6 inch, sử dụng tấm nền là Dynamic AMOLED 2X, và dĩ nhiên các bạn sẽ có độ phân giải là Full HD+, và đi kèm theo đó là tần số quét 120Hz. Không cần nói quá nhiều về Dynamic AMOLED 2X, đây là một cái tấm nền rất là ngon và rất là chất lượng trong thời điểm hiện tại. Và đây là một trong những sản phẩm mà có thể nói là có một cái màn hình phải nói rất đẹp mắt. Bên cạnh đó thì dù chỉ có độ phân giải là Full HD+ mà thôi, tuy nhiên thì các bạn vẫn có thể thấy đây là một chiếc điện thoại với một cái màn hình rất sắc nét, rất đẹp để chúng ta có thể sử dụng. Và ngoài ra thì với tần số quét 120Hz thì các bạn hoàn toàn có thể giải trí rất là nhiều những cái tựa game ở trên cái chiếc màn hình này mà không sợ nó bị giật lag hay gì cả. Mà nói đến giật lag, nói đến chơi game thì dĩ nhiên chúng ta phải nói đến một cái thứ mà đã làm nên tên tuổi của những chiếc điện thoại S22, đó chính là vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 trong thời điểm hiện tại đã có một vài những phiên bản khác của nó, ví dụ như là 8 Gen 1 cộng. Và dĩ nhiên thì trong năm sau chúng ta sẽ, đầu năm 2023 thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 trên những chiếc Samsung Galaxy S23 series nhỉ. Nhưng mà đối với bản thân mình thì Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ở trên chiếc S22+ này vẫn còn quá dư để chúng ta có thể sử dụng. Các bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được là nó hoạt động rất mượt mà, không có bất cứ một cái sự bị delay, không có bất cứ một cái gì gọi là bị giật lag cả. Thật sự thì với Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 thì những cái thao tác như thế này thì nó quá dễ dàng rồi. Còn với những thao tác nặng như là các bạn chơi game thì sao? PUBG Mobile ư? Liên Quân Mobile ư? Liên Minh Huyền Thoại ư? Mấy cái tựa game đó thì các bạn cứ yên tâm max setting ở trên cái sản phẩm này đi. Và thậm chí là cả Genshin Impact các bạn cũng có thể chơi với một cái setting cao với cái chiếc điện thoại này mà độ ổn định cũng như là độ mát của nó vẫn nằm ở mức rất dễ chịu. Rồi, tiếp đến thì chúng ta hãy cùng nhau nói về những chiếc camera ở trên chiếc điện thoại này đi. Các bạn sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một cái camera trước 10 megapixel, và camera này là một camera selfie khá là chất lượng, giúp cho các bạn có những cái tấm ảnh rất là ok để chúng ta đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên thì với hệ thống camera sau thì sao? Đây, hệ thống camera sau thì các bạn sẽ có 3 camera với một camera chính 50MP, một camera telephoto 10MP và một camera góc rộng 12MP. Thật sự thì với hệ thống 3 camera này và một camera trước, các bạn gần như là có đầy đủ những gì mình cần rồi. Các bạn muốn zoom nè, chúng ta cũng có zoom nè. Các bạn muốn chúng ta sử dụng góc rộng nè, các bạn có góc rộng. Hoặc là các bạn muốn selfie, tất nhiên các bạn có selfie rồi. Nhưng mà nói chung với cái số lượng camera như thế này đã rất là đủ dùng. Vậy thì chất lượng của chúng như thế nào? S22 series có thể nói là một trong những chiếc điện thoại chụp ảnh rất đẹp trong thời điểm hiện tại. Và chiếc S22+ này cũng như vậy. Với những hình ảnh mà mang lại thì chất lượng không thể nào bàn cãi được. Các bạn có thể xem một vài những tấm ảnh mà mình đang mang lên đây. Chụp ảnh rất là tốt, chụp ảnh rất là đẹp. Và các bạn cứ yên tâm mà chúng ta sử dụng. Mà nếu mà các bạn có chụp ảnh ban đêm thì các bạn có thể
sử dụng cái chế độ chụp ảnh đêm để chúng ta có những tấm ảnh đẹp hơn khi mà chúng ta chụp ở trong những điều kiện thiếu sáng. Còn lại thì với điều kiện đầy đủ sáng, các bạn không cần phải quan tâm quá nhiều, chúng ta chụp ảnh rất đẹp với cái chiếc điện thoại này. Và bên cạnh đó thì cũng không nên nào không nhắc đến tính năng quay video. Các bạn có thể quay được gì? Các bạn có thể quay được 8K 24fps. Nhưng mà dĩ nhiên chúng ta không thể nào mà quay 8K 24fps trên một chiếc điện thoại này, bởi vì nó khá là nặng cũng như là nó khá là nóng máy. Dĩ nhiên 8K 24fps vẫn sẽ có người cần để có thể là quay video đồ này nọ. Nhưng mà đối với những người dùng thông thường như chúng ta thì chỉ cần quay 4K đã quá đủ rồi, hoặc là thậm chí là chỉ cần Full HD thôi. Và nếu mà các bạn quay 4K 60fps thì các bạn sẽ thấy là chất lượng hình ảnh mang lại độ sắc nét là rất tốt. Ngoài trừ cái việc là khả năng chống rung của nó chỉ nằm ở mức ổn để chúng ta có thể sử dụng. Ví dụ như các bạn đi bộ hoặc là các bạn không bị rung lắc quá nhiều thì nó vẫn khá là tốt. Cuối cùng là về phần dung lượng pin ở trên chiếc máy này thì các bạn sẽ có một dung lượng pin như thế nào? 4500mAh. Với một dung lượng pin như thế này thì mình dám cá nó sẽ rất đủ để các bạn có thể sử dụng trong cả một ngày. Dĩ nhiên đây chỉ là đối với những người nào các bạn sử dụng hỗn hợp không quá nhiều những tác vụ nặng thôi. Còn đối với những cái tác vụ nặng hơn, đối với những bạn nào mà sử dụng để chơi game nhiều hoặc là các bạn quay video nhiều thế, thì các bạn hoàn toàn có thể làm chúng ta mang thêm một cái thiết bị sạc dự phòng. Và ok, đó là những gì mình có thể nói về chiếc Samsung Galaxy S22+ này. Vậy thì các bạn có cảm nghĩ như thế nào về chiếc S22+ này? Liệu các bạn có lựa chọn nó hay không? Và một trong những cái điểm mà mình có thể nói là điểm yếu duy nhất của sản phẩm này mà mình có thể tìm ra, đó chính là việc nó có quá nhiều những cái app rác. Dĩ nhiên thì với một cái chiếc điện thoại nhà mạng như thế này thì các bạn sẽ có rất là nhiều những cái app rác như thế này. Đây là một điểm mà khá là quen thuộc đối với những ai sử dụng những chiếc điện thoại đến từ nhà mạng rồi. Và nếu mà các bạn không thích thì các bạn có thể là xóa đi hoặc ẩn nó đi với những cái ứng dụng nào các bạn không thể xóa được, để giúp chúng ta có một cái chiếc điện thoại nó sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn và dễ dàng sử dụng hơn. Và ok, nếu các bạn muốn mua cái sản phẩm là S22+ này thì các bạn hoàn toàn có thể đến với XT Mobile. Đường link mua hàng mình sẽ để ở phần mô tả của video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video lần sau. Bye bye!